Hello 500 anh em. Hello con. Rất nhiều anh em băn khoăn tự hỏi là các livestream đỉnh cao như là anh Đỗ Mixi hay là thầy Ba hay là anh Trực Tiếp Game, anh ý livestream kiểu gì mà nó nét, nó đẹp như vậy. Thì hôm nay mình có ở đây một cái setup đầy đủ cho các bạn livestream đẹp, mượt, đỉnh. Các bạn có view hay không thì mình không biết nhá. Vãi cả. Và một cái điều ấy, rất nhiều các bạn nghĩ là chúng ta có thể livestream hoàn toàn trên một cái máy. Đây mình đang có một con là 1900K này, có con 3090 ở đây này, và hoàn toàn có thể vừa chơi game vừa livestream được. Nhưng mà cái vấn đề khi mà các bạn chơi game trên các màn 144Hz như mình đang ở đây, đây là con Arus G32 QC 144Hz. Khi mà các bạn chơi game trên màn này, các bạn bật vừa livestream vừa chơi game, các bạn là không thể bật được 144Hz trên con màn này. Nên là từ đó chúng ta sinh ra vấn đề livestream hai máy. Và các bạn hoàn toàn chơi game 144, 160, hơn 240Hz trên con màn này thoải mái. Còn các bạn livestream ở trên con máy phụ, và con máy phụ thì nó sẽ livestream 60 frame thôi. Và có hai đặc điểm, thứ nhất là các bạn sẽ được chơi game trên độ phân giải cao, setting cao. Tại vì máy các bạn sẽ không cần phải lo về các cái encode dành cho video để up lên livestream nữa. Và nhưng mà chi phí đầu tư sẽ đắt hơn khá một chút. Nhưng mà ở đây mình đã có hết tất cả rồi. Và đầu tiên, cái video này khá là dài nên là mình sẽ chia ra nhiều phần ở dưới. Chúng ta đi qua các phần cứng cần thiết này, các phần mềm, các cái setup về hình ảnh, về âm thanh. Đấy, ở phần dưới các bạn thì qua cái chapter các bạn cần. Đầu tiên thì về phần cứng nhé, chắc chắn chúng ta cần hai máy rồi. Đầu tiên là cái máy chính, máy các bạn chơi game. Thì các bạn muốn cái cấu hình thế nào cũng được, tại vì bản thân nó chỉ là xuất hình sang cái máy các bạn chơi game mà thôi. Khi mà các bạn muốn chơi những con máy như là các bạn chơi game khủng chẳng hạn, các bạn có trang bị một con i7, một con card tầm 3060T, 3070 hoặc là 3090 như mình đây. Và các bạn vào game, các bạn bật setting, max setting thoải mái. Các bạn không quan trọng về việc nói chung là game bị tụt hiệu năng do livestream. Và thứ hai, các bạn cần một con PC chuyên dụng để livestream. Và nếu mà các bạn thích build ý, thì các bạn có thể chọn CPU tầm i5 đổ lên, rồi RAM tầm 8-16GB, và các bạn cần một card capture. Nhưng mà ngoài ra các bạn có thể vào trang web Hà Nội Computer này, các bạn vào phần mục PC livestream nhé. Có rất nhiều các cấu hình máy livestream cho các bạn. Và hiện tại con mình đang cắm ở đây là con rẻ nhất, con livestream S008. Cấu hình của nó là con i5-10400 này. Các bạn có là 8GB RAM, các bạn có ổ Quantum 240GB SSD để khởi động vào Win. Và quan trọng nhất, các bạn có một con capture card. Capture card là cái gì? Capture card nó là cái này đây. Nó là một card rất là cute ở đây. Nó là giá tầm 4,7 triệu đồng cho một con. Đây là con Elgato HD60 Pro. Và nhiệm vụ nó là thu toàn bộ hình ảnh từ con máy chính các bạn vào con máy livestream. Và con máy livestream sẽ dùng nó để truyền tải hình ảnh lên cho các người xem của các bạn. Và khi các bạn làm này thì chất lượng hình ảnh sẽ đảm bảo không bao giờ có thể tụt được. Đấy, về setup cơ bản nhá, chúng ta cần một con máy phụ để livestream. Con này tối thiểu rẻ nhất là khoảng tầm 15 triệu. Các bạn cần một chuột phím tai nghe, chắc chắn là phải có rồi. Đây, chuột phím tai nghe này. Các bạn cần hai màn hình. Một cái màn hình dành cho con máy livestream là con màn hình này. Đây là của con máy livestream nhá. Rồi có một con màn hình chính để các bạn chơi game. Và nếu các bạn có nhiều view thì các bạn thêm một con màn hình dựng dọc nữa để đọc comment. Còn các bạn ít view thì các bạn cũng chưa cần thiết. Và ở đây mình có rất nhiều thứ. Chúng ta, nếu các bạn mà thích dùng camera, một tí nữa mình sẽ nói, nếu các bạn thích dùng camera để thay webcam ấy, thì các bạn cần một con cam Link 4K ở đây. Các bạn thích chuyển cảnh nhanh, ok, Stream Deck, cái này tí nữa mình sẽ dùng cho các bạn xem. Các bạn thích đèn đóng đẹp đẽ thì ok, mình có hai con đèn Elgato ở đây, và tí nữa mình sẽ lắp dần dần. Và đầu tiên là cái phần cắm làm sao cho nó lên đã. Thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ cần màn hình này, các bạn cắm vào card đầu tiên đúng không? Và sau đó các bạn sẽ cần một cái dây HDMI thứ hai. Đây nhá. Đây, mình có một cái dây HDMI thứ hai cắm vào cổng cắm màn hình và cắm vào trong cái Elgato. Luôn luôn cắm vào cổng in nhá, không phải cắm vào cổng out đâu, cổng in. Cắm vào, thế là xong, toàn bộ hình ảnh từ con cắm màn hình nó sẽ được truyền tải vào trong con máy này. Và đây là dây màn hình mình cắm, là dây xuất hình của con máy này, nó dùng card onboard nên là mình sẽ cắm thẳng vào đây. À, HDMI. Hey. Rồi. Đấy, thế là các bạn sẽ thu toàn bộ hình ảnh nó vào đây. Rồi, chúng ta còn gì nữa không nhỉ? Đây nhá, nếu mà các bạn muốn các bạn sẽ cần chuột phím riêng, chắc chắn rồi. Nếu các bạn thích dùng như mình này, các bạn thấy ở đây, nếu như các bạn bình thường các bạn dùng webcam như con Logitech C922 rất là đẹp, hoặc là các bạn cao hơn nữa các bạn dùng GoPro, nhưng GoPro góc nó hơi rộng, các bạn thích đỉnh cao hơn nữa dùng con máy quay như mình này. Mình đang dùng một con máy quay để dùng làm webcam. Và con máy quay này, nếu mà các bạn thích làm livestream kiểu talk show ấy, thì nó rất là tiện.
Tại vì chất lượng hình ảnh nó sẽ rất rõ nét hơn nhiều so với việc các bạn dùng một con webcam. Tại vì dù gì nó là một con máy mà, nhưng là pin thì nó hơi mệt thôi, nó phải cắm pin thường xuyên. Các bạn dùng một cái là Elgato Camlink 4K này, thì các bạn đơn giản thôi. Trên các con máy máy ảnh dùng để quay phim phổ thông ấy, nó sẽ đều có một cái cổng HDMI ở trên con máy mà mình đang cắm vào con máy này. Và sau đó cái này mình sẽ cắm vào con Elgato chuyên dụng, nó rất là bé, rất là tiện. Và sau đó là các bạn cắm trực tiếp con này vào máy tính, cổng USB bất kỳ, cổng 3.0 nhé, các bạn đừng cắm cổng 2.0 toang ấy. Và xong là bây giờ toàn bộ hình ảnh trên con máy ảnh này nó sẽ truyền tải toàn bộ về cái phần máy tính các bạn. Và như vậy là chúng ta xong về cái phần cứng, tức là các bạn điều kiện tối thiểu các bạn cần để live stream là các bạn cần những cái này. Và những cái phụ kiện rườm rà tí nữa mình phần cuối video mình sẽ nói. Nói chung live stream máy là hai máy là một cái công nghệ hiện tại bây giờ các bạn nên dùng. Các bạn đừng nghĩ cái máy các bạn khỏe các bạn live stream một máy. Kể cả các bạn như mình đây dùng con 10900K, dùng một con 3090 ấy, các bạn chơi Cyberpunk 2077 trên 4K, các bạn live stream máy vẫn giật toang, máy vẫn toang, không chơi đâu. Nên là hãy live stream hai máy. Tại vì các bạn đầu tư một bộ máy đủ khỏe, các bạn muốn chất lượng hình ảnh tốt nhất thì hãy dùng, để cho người xem người ta nhận được những cái trải nghiệm tốt, và cả các bạn nữa cũng nhận những cái trải nghiệm rất là tốt. Và đây nhá, chúng ta đã xong một phần cứng. Đến phần mềm thì đầu tiên khi mà các bạn vào trong ở con máy chính, các bạn làm cho mình các việc. Thứ nhất là các bạn lên trang chủ của Elgato, các bạn download một phần mềm này, Elgato Game Capture HD. Ở đây mình đã download sẵn rồi. Đây Windows, các bạn chọn phần mềm con toàn là HD 60 Pro. Game Capture nhé, cái 4K không cần thiết, trừ khi các bạn dùng màn 4K thôi. Đây mình dùng màn 2K. Đào Game Capture này cho Windows xong nhá. Các bạn sẽ có hai phần mềm. Các bạn sẽ có là Game Capture HD và Sound Capture. Thì chúng ta không cần quan tâm đến cái Game Capture HD này, chúng ta cần đến cái Sound Capture. Nhiệm vụ cái này là gì? Thì khi mà các bạn truyền tải hình ảnh từ máy các bạn sang một con máy phụ để livestream thì chắc chắn các bạn sẽ không nghe được âm thanh những cái gì của máy các bạn đang có. Và cái Sound Capture này cho các bạn khắc phục cái việc đấy, các bạn hoàn toàn các bạn vừa chơi game vừa chat với bạn trên máy của mình và nói cho người xem các thứ thoải mái, chả vấn đề gì cả. Và rất đơn giản thôi. Hiện tại nhá, đây mình sẽ default này. Và phần advanced, các bạn vào phần advanced nhá. Các bạn sẽ có đầu tiên, các bạn chọn nhớ tích hai cái này này. Thứ hai là các bạn audio input, tức là các bạn dùng micro nào, thì ở đây mình sẽ dùng một con micro Cose Virtuoso SE là trên con tai nghe ở đây, và tí nữa mình sẽ thử con micro khác. Và để âm thanh xuất ra đâu thì mình xuất ra, đầu tiên mình muốn xuất ra con Elgato để các bạn có thể livestream được này. Và thứ hai mình xuất âm thanh qua con tai nghe của Cose, và từ đấy mình phải vừa nghe tai nghe trên máy mình và mình vừa có thể là mọi người xem đã nghe được những âm thanh trên máy mình xảy ra. Và thứ hai đó là microphone. Các bạn làm như này thì microphone các bạn nói vẫn chỉ mình các bạn nghe thôi, và bạn các bạn nghe, các bạn vào cho mình phần mic, các bạn vào phần Windows Search nhá, bạn có phần sound này, sound setting này, sound setting nhá. Đây các bạn xuống phần input này, manage sound device, à nhầm, các bạn vào phần input này, đây device property này, các bạn vào phần additional device property, nó hơi lâu một chút. Đây phần listen này, listen to this device, nhớ tích này lên và chọn sang cái Elgato. Thì bây giờ âm thanh của mic các bạn sẽ truyền thẳng qua chiếc Elgato sang máy bên phụ để livestream. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái việc setup phần cứng về cơ bản. Và cái cuối cùng đó chính là các bạn ấn Windows P ở trên bàn phím, chọn duplicate, tức là sẽ nhân đôi màn hình. Các bạn chọn nhân đôi về cái màn hình con cạp và cho vừa xuất sang màn hình này, vừa xuất sang màn hình của cái con máy đấy kia. Rồi bây giờ mình bắt đầu, mình sẽ vào thử một cái chạy cái gì nhỉ? Hợp lý bây giờ nhỉ? À chạy Dota đi. Đây mình sẽ giả vờ ở trong game. Ok, giả vờ trong game đi. Rồi đến con máy phụ là con máy thứ hai, là con máy chính để dùng để live stream đấy. Các bạn cũng cài cho mình cái Game Capture vào nhá, là cái đầu tiên. Nhưng mà bây giờ nhiều bạn các bạn dùng OBS là chính, các bạn cài cho mình cái OBS vào đây. Khi bạn vào OBS các bạn thấy một cái giao diện như thế này, thì các bạn ấn đây S này, Video Capture Device, các bạn lựa chọn cho mình Create New. Đây mình sẽ dùng là con máy game đấy, bạn lựa chọn là Game Capture HD 60 Pro, tất cả mọi thứ ok rồi nhá. Rồi đây tất cả âm thanh
từ micro và từ máy các bạn đã là sang cái máy này rồi. Và thứ hai, mình chọn add thêm một cái capture device nữa, đó là con webcam. Đây mình sẽ dùng là con Camlink 4K. Và mình chưa bật máy, các bạn đợi mình tí. Chưa bật webcam. Bình thường thì các bạn dùng cái con Logitech ấy, thì ấn vào phát sẽ có con Logitech là nhận luôn. Đây ok. Đây nhá. Con máy quay đã nhận rồi này. Máy quay đã nhận rồi nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã có hai cái. Đây, như vậy là toàn bộ hình ảnh về cái phần hai capture về đã xong, đã ok rồi. Vậy phần cứng, tất cả setup về phần mềm tạm thời đã xong. Đến phần thứ ba, chúng ta setup làm thế nào để livestream nó mượt. Rồi, đầu tiên ở trong cái OBS nhá, các bạn chỉnh cho mình này. Đó chính là đầu tiên là stream, thì các bạn là lấy một cái stream key của YouTube hoặc là của Facebook này, thì tùy cái này, tùy theo account của các bạn. Thứ hai là output, các bạn hãy để ý. Ở trên phần Google họ yêu cầu chúng ta là bây giờ là Full HD là 9000 kilobyte một giây. Nhưng mà với cấu hình Core i5 10400 và 8GB sẽ chỉ để là Full HD và 30 frame một giây thôi. Và mình sẽ dùng là 6000 kilobyte một giây. Thì ok, mình chỉnh lại cái bitrate này là 6000. Apply. Vậy là rồi, đến phần video chúng ta cho là 1920x1080 và 30fps. Ok. Bây giờ mình sẽ là bắt đầu thử livestream ở trên con này. Đây hiện tại mình đang xem trên YouTube, chất lượng chúng ta là Full HD là 1920x1080, hiện tại là không hề có hiện tượng bị gọi là drop cả, tại vì con CPU đang cân khá tốt ở cái mức 1920x1080. Nếu mà các bạn muốn livestream ở Full HD và 60 frame thì các bạn nên là dùng một con CPU khỏe hơn, là các bạn gắn một cặp màn hình như này, và mình sẽ test thử cặp màn hình nếu mà livestream nó sẽ cao hơn. Tại vì Nvidia mới đây thì họ cho phép là chúng ta dùng GPU để encode một cái codec nó nhẹ hơn, có vẻ như là vậy. Nhưng mà cái đấy đang bắt đầu có thôi, thì mình sẽ thử cái đấy sau. Như vậy là chúng ta có thể livestream lên được rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể thấy là tụi mình ngồi này, mặt mình nhìn nó sẽ khá là kém sáng, rồi các thể loại thì nó sẽ không sang. Và thứ hai đó là khi mà mình ví dụ mình muốn đổi cảnh, ví dụ đổi sang cảnh ngồi nói chuyện, hay là đổi sang cảnh mà ngồi, hay là những cái thứ như là ngồi các cái cảnh khác, hoặc là mình ra ngoài mình để vào các màn hình FK ấy, chúng ta cần một cái này. Micro hay chúng ta cần một cái này. Trước tiên nếu mà các bạn muốn micro hay, đây là những cái phụ kiện. Nói chung là về phần livestream chúng ta đã ok rồi. Và bây giờ chúng ta đến với phần những cái phụ kiện mà các bạn có thể có để có thể livestream một cách xịn sò hơn, nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Nếu các bạn thích hát hò, ok, một cái mic xịn như đây, hiện tại là con Elgato Wave 3. Một mic khá là xịn sò của Elgato. Chúng ta không quan tâm đến phụ kiện này, chúng ta chỉ quan tâm đến con mic này thôi. Rồi. Khi mà các bạn muốn dùng con mic này thì các bạn đơn giản chỉ việc cắm cái USB này vào này. Và các bạn cắm con mic này vào đây. Ô, hay nhỉ, nhiều cổng phết. Ok, đẹp rồi. Thứ hai, đó chính là các bạn có mic hay nhưng các bạn cần truyền cảnh, thì đây các livestream khủng như là anh Độ, anh cũng dùng một cái game cấp cái stream deck này. Nhiệm vụ của nó ấy, tất cả các bạn thấy setup của chúng ta có rườm rà không? Rất là rườm rà, tại vì chúng ta có phải con chuột bàn phím riêng này, rồi chúng ta lại phải một con màn hình nữa để ngồi xem. Nếu các bạn nào mà các bạn không thích chuột các thứ ấy, thì các bạn đây, các bạn dùng con stream deck này, mình sẽ cắm của nó vào con máy. Đây, đây là con stream deck. Thì nhiệm vụ của nó là giúp các bạn truyền cảnh. Trong lúc chờ đợi download cái stream deck thì mình còn một cái nữa rất hay ho, đó chính là hiện tại mình đang được chiếu sáng bởi vài cái đèn, nhưng mà nếu mà mình bỏ cái đèn đi mặt mình sẽ tối thui, nên là chúng ta sẽ có cái này, đó chính là cái bộ đèn của Elgato. Và con đèn này nó thực sự rất là đắt. Rồi, cái đèn này mình sẽ gắn vào đây. Đèn này nhiệm vụ của nó ấy, như các bạn thấy các bạn thích livestream bán hàng, thì đây là một con đèn để các bạn giúp các bạn mặt các bạn sáng lên, các bạn đỡ phải bật đèn phòng, tại vì đèn phòng ấy nhiệt độ sáng của nó khá là kém và nhìn nó cũng rất là kém sang, nên các bạn dùng cái này. Và tí nữa mình cho các bạn một cái nữa, đó chính là cái phông xanh thì tí nữa. Rồi, chúng ta làm như nào đây. Marrow.
Rồi. Sao? À rồi, khi mà cắm vào, mình cắm một lúc mới biết là phải cắm một lúc nó mới sáng được. Đấy, ok, sáng rồi nhá. Và rất hay là các bạn có thể chỉnh được ở trong cái đấy, đi đây, Engato Keylight. Ok, next. Rồi đây nhá, đây là mình đã được chiếu sáng bởi hai con đèn. Và ví dụ bây giờ mình tắt đi này. Tối không? Anh mày tối không? Bây giờ chơi, bây giờ anh nhìn này, rất là tối nhá. Và khi mình bật đèn sáng này, úi dồi ôi, thấy chưa? Bây giờ thứ nhất là chúng ta xung quanh nền là đang tối hẳn đi và hiện tại chỉ mặt mình sáng thôi. Và đúng là tất cả các bạn cần xem đó chính là cái mặt mình, chứ các bạn không phải cần xem cái đằng sau lưng mình chứ có cái gì cả. Đỉnh không? Quá đỉnh luôn, nên chỉ được màu này, xanh hơn này, vàng hơn này. Uầy, chị em có cái này quay live stream online thích lắm cái này. Ok rồi nhá. Tiếp theo, nhưng mà các bạn thấy là có vẻ là vẫn đang hơi phân tâm một tí ở cái background sau. Ví dụ là đang có đồ đạc tinh tinh ấy. Thì bây giờ có một cái rất hay. Đó là cái cuối cùng tối thượng dành cho livestream, đó chính là cái phông xanh. Rất là xịn. Đỉnh. À. Oh shit. Cho xuống kiểu gì? À đây. Một cái mất chưa bật cái chân nó ra. Cái này các bạn set up ở nhà ấy, các bạn chỉ cần gạt lên này. Các bạn mở ra. Xong. Phông xanh là để làm gì? Thì đây, các bạn nhìn thấy nhá. Ví dụ mình đây này. Mình đang ngồi ở đây. Chúng ta làm cái phông xanh. Chúng ta cắt phông. Cắt phông bằng cái gì nhỉ? Ngày trước thì XSplit có phần mềm cắt phông. Như vậy mình xem. Property set color group selected. Đây filter đây à. Rồi 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 rồi. Chroma key. Đây. Ok, xong. Hiện tại các bạn có thể nhìn thấy là mình đang gần như đang ngồi ở đằng sau, chẳng còn gì cả. Ok nhá, glow phát. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần một cái phông xanh sau. Bây giờ là để này. Đấy, tất cả mọi thứ là sau biến sạch. Ok. Vừa rồi thì mình vừa đi qua tất cả các bước hướng dẫn, bao gồm từ phần cứng các bạn yêu cầu cho đến những bước setup cơ bản để các bạn có thể có một cái hệ thống livestream hai máy. Điểm mạnh của nó mình nói rồi, đó chính là các bạn có thể vừa chơi game 144Hz trên các màn hình chính và livestream trên màn hình phụ mà không bị ảnh hưởng. Thế các bạn livestream một máy thì sẽ không thể làm thế được. Và cái mức yêu cầu ấy thì các bạn sẽ cần một cái hệ thống livestream phụ và mình có nói ở phía trên. Và cơ bản thì các bạn như vậy chạy rồi. Còn các bạn mà muốn có những cái phụ họa để cái chất lượng livestream tốt hơn, ví dụ như là micro xịn, một cái livestream deck để các bạn chuyển cảnh, hai con đèn để các bạn chiếu sáng mặt và một cái phông xanh để xóa phông. Nếu các bạn chưa hiểu gì về phần setup ấy thì có thể comment trong phần ở dưới video. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Hà Đại Computer nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn, mình livestream tiếp đây.